Vâng, xin chào anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em cũng giới thiệu cho anh em một chiếc âm ly Đờ Nông. Model của nó là Pacma 3904 La Mã. Đây là cái dòng cũng rất quen thuộc với anh em. Vì cái dòng này sản xuất vào cuối những năm 90, đầu những năm 2000. Và cũng được đánh giá rất cao. Vì nó sản xuất được cái mặt phanh nhôm màu vàng chanh, được cả nghe lẫn bày, và điện của nó thì là điện 100 và công suất của nó là 135 W, nhưng mà tính chất của nó là sáu than nên đánh tiếng rất mềm và đánh được cả bass 25 và 30 cũng rất tốt. Vâng, anh em đang theo dõi cái kênh của em thì cũng dừng lại và cũng cho em xin một like và nhấn đăng ký kênh của em để theo dõi thêm những cái sản phẩm mà em tiếp tục trình chiếu và mới về được những cái mẫu hàng mới nhất để cho anh em sở hữu được. Và cuối sản phẩm thì em cũng sẽ báo giá luôn cho anh em để cho anh em tham khảo và có những cái chuẩn bị cho những đôi loa của mình để cho nó phù hợp. Và quay lại chiếc âm ly thì âm ly thì mặt phay nhôm nên cũng rất là đẹp. Đôi khi nó cũng đây em sẽ chiếu gần cho anh em. Chiếu gần cho anh em xem. Đấy. Thì đây là nút nguồn. Con này là mắt để nhận rơ móc. Đây là cổng A và cổng B. Đây nút phone. Đây bát tép ba lăng. Đây có nút direct anh em nhé, nút direct. Đây là volume nguồn. Đây là nút direct này. Đấy, đây là nút load led, tôi quên mất lúc nãy nó đây là nút load cho âm thanh nổi để có tiếng bass cho nó sẽ dày dặn hơn. Và nút direct. Là anh em lưu ý cái nút direct này. Khi cái nút direct này ấn vào thì nó cắt cái mạch âm sắc này. Ba lăng chép và kể cả ba lăng nữa nhé, bass này chép ba lăng đều không có sử dụng được và nó chạy thành thành thẳng cái mạch âm sắc lên volume và qua mạch âm sắc xử lý chạy thẳng. Còn đây là nút re out, là cái này là nó là nút thu thôi. Còn đây là chuyển kênh. Đấy, chuyển kênh qua các kênh tép B2, tép B1, phono, CD, tuner và AUX. Đấy. Đấy, anh em xem. Và em cũng tả cho anh em xem cái mặt này con hẹn rất là đẹp. Đôi khi đây có hai cái chấm ở đây. Đấy, chấm cạnh ở đây. Đấy. Đấy. Hai chấm cạnh. Mặt phai nhôm còn mới lắm. Đây bật này. Đấy, bật phát hết ngay. Phải nhôm. Anh em xem. Và đây nó có hai cái nốt chấm nhỏ xíu đầu chưa đến vào đầu tăm. Đấy. Còn lại em cho anh em xem mặt bên trên. Mặt bên trên. Hai cạnh bên trên. Phẳng lì. Rất đẹp. Con này em nói với các anh em là em về em chưa vệ sinh lắm đâu. Đấy, chỉ lau qua. Còn đây ở đằng sau đấy, cái cổng CD tuner AUX này. Ở đây có cái cổng dề out thì anh em có thể là lấy con âm ly này thành dề đấy, làm dề được đấu với cục đời, có thể hát karaoke được đấy. Và anh em này đấy, ở đằng sau cũng rất đẹp.
Đây series, anh em lưu ý cho em cái series nhá. Vì em bán là sẽ bán hết những cái nào thì em sẽ chuyển cái khác. Thì series ở đây là 70001 Made in Japan. Đấy, điện 100V, công suất 135W. Đấy, anh em xem đẹp không? Cực đẹp luôn. Đẹp luôn. Rồi, em sẽ cho anh em xem ruột của con này. Em chờ em tí nhé. Vâng, đây. Em sẽ cho anh em xem ruột gan của con này. Đây là cục nguồn. Đây này, anh em nhìn xem vẫn bụi này. Đấy. Đấy, nhưng mà riêng bụi của đây quên phát nó sạch ngay. Riêng bụi mà của anh em hàng bờ thì không thể nào đi được. Nên đây thì thổi phát là được luôn. Đấy. Nguồn. Con này còn rất đẹp luôn. Đấy, còn nguyên di nguyên bản. Sò có 4 con sò than. 1 2 3 4. Đấy. Mạch rất đẹp luôn. Đấy. Chưa vệ sinh đấy nhá. Anh em nhìn này, này. Chưa vệ sinh một tí gì đây này. Vẫn còn bụi ở trên cái đầu tụ này. Đấy, đây ở trên này. Đấy. Mà đã đẹp như thế này rồi. Cái này chỉ cho vào lấy cái chổi lồng quét sơn xong có máy sấy thổi vào cái thổi phát là bung hết là sạch đẹp bong luôn. Đấy. Và con tụ mình rất là mới, anh em nhìn con tụ này. Đấy. Còn rất mới luôn. Đấy. Em sẽ test cho anh em xem. Test cho anh em để anh em xem chất âm của con này. Đấy. Đấy, em đang ấn cái nút direct này nhá. Nút ấn em ấn cái nút direct này. Kể cả ba lăng cũng không thể chỉnh được nha. Còn chép bát không định được. Đây em bật cái nhà cái nút này đi. Đấy. Đấy. Em đang ghép lên là đôi JBL LXE770 của do Mỹ sản xuất. Thương rất nhiều mái tầng xòa bờ. Chuyển sang cổng khác. Vâng, anh em sẽ báo giá cho bọn em này. Thì giá là em bán là 3.900.000. Giá không bao ship anh em nhé. Con này rất đẹp luôn. Đấy, ngoại trừ có đúng hai cái chấm ở đây. Ngoại trừ hai đúng cái chấm ở đây. Đấy, em bán 3.900.000. Anh em nào quan tâm thì hãy vào Zalo hoặc là vào số Facebook của em theo dõi thêm kênh của em. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.